Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Mỹ Hào vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 đối tượng gồm Phạm Văn Sơn ở xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, Trương Văn Minh ở xã Điền Trung, huyện Bá Thước, Nguyễn Thành Long sinh năm 1990 và Nguyễn Đình Nam sinh năm 1996 đều ở xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa về tội gây rối trật tự công cộng. Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 10 tháng 2 năm 2023, tại km 28-700 quốc lộ 5A thuộc địa phận phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, xe ô tô container biển kiểm soát 34C-15683 do Đỗ Văn Tuấn ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương điều khiển, xảy ra mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông với xe ô tô biển kiểm soát 29C-00281 do Phạm Văn Sơn điều khiển, chở theo Minh, Long và Nam. Sơn đã điều khiển xe đuổi theo xe container và chặn đầu xe container. Sau đó, hai bên xảy ra cãi vã, giằng co, rồi dùng tiếp sắt, bàn cào, gậy gỗ, gậy tre, điếu cày đánh đuổi nhau, gây ách tắc giao thông trên đoạn đường quốc lộ 5A hướng đi Hà Nội, Hải Dương dài khoảng 200m trong khoảng 10 phút, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Hiện cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Mỹ Hào đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.